Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Peho. Hôm nay thì mình mới tìm được một cái bác có tên là Katana mạnh nhất Midua. Bác này thì mình cũng không rõ là chơi như nào bạn ạ. Ủa mà map tên là Katana mà sao ảnh biệt lại hình quả trứng ta? Hơi bị kỳ lạ bạn ạ. Map này của bạn Pennyboy ID là 11820790 các bạn ạ. Map này hiện tại đã có tận 20 vạn người tải rồi. Để coi xem bác này có gì hay, có gì thú vị không các bạn nha. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên cho đăng ký và cho đăng ký ủng hộ mèo bèo các bạn nha. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của mèo bèo, cũng như bị là hashtag là thằng mèo bèo và thằng bị tìm nữa các bạn nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào chơi thử cái map này xem chơi như nào các bạn ơi. Khá là tò mò. Rồi, map của bạn Pennyboy các bạn ạ. Vào thử nào, vào thử nào. Gì đấy? Cây katana tím. Xin. Gì vậy? Ok. Ủa? Đầu tiên là khi mà vào chúng ta sẽ có một cái katana màu đen tên là Yubashirim. Ok. Rồi. Cái gì đấy? Chúng ta phải đi farm quái. Farm quái đổi katana. Hiểu rồi, cái trứng. Trứng là trứng, kiểu như là kiểu linh thú đi theo hỗ trợ mình các bạn ạ. Ôi, map này chúng ta có thể chơi nhiều tập này. Cái gì đấy? Xin chào. Bán cả vũ khí tầm xa. Bán cả giáp. Ok, map này có vẻ khá là hay bạn ạ. Ủa, nâng cấp katana. Ôi, map này chúng ta có thể nâng cấp được cả katana bạn ạ. Ủa, xịn đấy nhở. Bác này có vẻ hay ho đấy, được của nó luôn các bạn ơi. Gì đây? Xem quảng cáo bớt, nhưng mà mình là không xem được quảng cáo thì biết cay bạn ạ. Những PC khổ thế gì đấy? Khiến cho người chơi tấn công cận chiến cộng 35. Ủa trong xịn vậy. Ba cái mà chết à. Ui, chức năng đặc biệt khỏe nè. Ui chém hai cái đi luôn. Ai nhưng mà cũng xịn đấy, mình cũng xịn đấy. Mình sẽ thích đủ 10 coin để mình mua kiếm kia bạn ạ. Rồi, ok. Atom. Ui, cũng hai phết nhở. Combo. Ui, bay khá là xa bạn ơi. Atom. Ui, đâu qua. Thôi bạn ơi, đi lên bảo vội bảo vàng. Atom. Ui, bay xa nữa. Này thì ok. Ui, cái này là thay tốc biến rồi các bạn ạ, bay khá là xa luôn. Wow. Đây 10 coin. Ui, từ 10 coin lên tận 100 coin, từ 100 coin là 1000 coin, 5000 coin. What the hell, how to kiếm 5000 coin? Ok. Cái này có chức năng gì đấy? Wow. Bắn cá chết luôn kìa. Wow. Xịn ta. Bắn cá chết luôn. Xịn nha. Chém cái này. Chém cái đi không? To. Kết hợp hai tuyệt chiêu. Ui, kết hợp hai kiếm bạn cái gì đấy? Cần cái gì đấy? Cần 15.000 coin để qua level khác. Hỏi chấm. Thế là chơi khi nào mới xong? Ok, mình sẽ farm đủ 100 coin trước các bạn ạ. Chúng ta sẽ farm đủ 100 coin trước bạn ơi. Ok. Thôi, có vẻ hơi hỗn loạn tí bạn ạ. Rồi. Ở đây có mấy level khác này. Level này thì mất. Level này chỉ mất 100 coin thôi. Ok, mình sẽ qua cái level 100 coin trước bạn nhá. Hiểu rồi. Mấy cái level đấy chỉ có mất 100 coin thôi. Khá là easy. Ui, cái kiếm này chém chết luôn à. Ui, cái kiếm này là chém phát chết luôn này. Wow, chém cái chết luôn các bạn ạ. Ui, chém cái chết luôn có thật nhá. Ok, bê la luôn. Ok la luôn. Ui, nhiều sắt thế. Nhặt sắt á. Nhặt rồi, giờ đi các bạn ơi. Nhặt sắt nhưng mà nó lại thành coin này. Rơi ra sắt nhưng mà nhặt vào thành coin bạn ạ. Để coi xem trong cửa hàng bán gì không. Bằng xu này. Bốc legend, bốc VIP. Mình sẽ mua thử một cái bốc VIP với cả một cái bốc legend nào. Xem có cái tác dụng gì không. Mình chỉ dám mua cái bốc bằng đậu bạn ạ. Bốc bằng xu thì hên xui nhá. Bốc legend, bốc VIP này. Ok, mình sẽ test thử nào. Đây là bốc gì đây? Đây là bốc VIP. Ở chấm. May mắn 3. 100% được 7 hay sao? Nhân đôi à? Hay nha. May mắn. Ui. Tất cả phòng thủ cộng 1000, tất cả sát thương. Giảm sát thương.
tăng phòng thủ và giảm sát thương. Wow, xịn nhầm ha. Ái dẹp hả, bùa mình bốc này có vẻ xịn bạn. Ôi, chúng nó đánh mình không mất máu bạn hả. Còn bốc common với cả bốc no common thì cái bốc gì ấy. Mua nốt thử đấy bạn. Mình sẽ mua thử nốt một cái bốc này xem có gì hay không bạn nhá. Ấy giờ trông có vẻ xịn sò nhỉ. Ai biết xa. Cái con này con gì ấy. Ủa sao có cái con này đâu đâu đây. Không hiểu lắm từ đó. Mình xếp lại đồ đó. Đồ nó hơi lằng nhằng cái gì ấy. Tốc độ. À bà. Tốc độ chạy, tốc độ cơ bản. À ok ok. Gì ấy. Sát thương gần. À tăng sát thương. Ồ ok ok. Có vẻ hay nha. Bắp này có vẻ hay bạn ơi. Được của nó đấy. Được. Ôi từ. Nếu mà mình mua thật là nhiều cái này thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó cộng dồn ra. Không biết là mấy cái này nó có cộng dồn không bạn ạ. Mình sẽ thử mua thử nào. Không biết là nó cộng dồn không. Mình đang còn dư khá là nhiều đậu. Wow. Bắp này có vẻ hay bạn ạ. Khá là thú vị đấy chứ. Mình sẽ mua thử nào. Có vẻ khá là tò mò các bạn ạ. Ok. Ui. Tất cả phòng thủ cộng 15 ủi phế thế bê. Cái kia xịn hơn kìa mà. Cái gì ấy? Sát thương gần cộng 90%. Ui. Mình tăng sát thương gần hơi bình nhiều các bạn ạ. Thêm gì ấy? Lại may mắn 100% còn 5. Ui. Nó hơi như có cộng rồi bạn ơi. Nó có cộng rồi nha. Wow. Lực nhảy cao. Ui. Nhảy cao hơn thật đấy. Ô trứng nổ hỏi chân. À mấy con này đi theo mình. À thì ra thế. Săn bắn 100% có 10. Wow. 100% có 10 luôn. Khỏe bệnh một là gì ấy. Sát thương gần. Ok ok. Rồi. Có vẻ khá là xịn bạn ạ. Ok mình sẽ tích đủ 100 xu bạn ạ. Mấy con này đánh cá chết luôn rồi. Thì quá đơn giản bạn ạ. Đánh cá chết luôn thì cũng không phải gì để nghĩ cả. Đấy, mấy con này toàn đánh phát chết luôn. Mình thì ăn thua gì. Ui, rơi ra khá là nhiều tiền bạn ơi. Wow, đánh một phát đánh một được tận mấy lần này. Ui, bảo sao rơi ra nhiều tiền thế bế. Ok. Rơi ra khá là nhiều tiền bạn ơi. Ok, chúng ta có thể mở được con này. Level tiếp theo. Ok. Thế bây giờ gì ấy. Ui, rơi vàng bế. Ui, rơi ra cả một cái vàng xịn này. Wow. Wow, VIP nha. Úi giời, VIP nha. Ok, mình phải về mình nâng cấp cái kiếm khác bạn ạ. Mình nâng cấp thêm cái kiếm kia đã. Rồi, ôi từ. Chúng có nên mua xu để, có nên dùng xu để mua kiếm nhở từ đã. Mình cứ đi về đã, mình đi về tính sau đã. Mình đang cầm khá là nhiều tiền. Mình có thử nào. Để coi xem là cái kiếm mình mua nó sẽ tương đương với kiếm nào bạn ơi. Ở đây có khá là nhiều kiếm bướm này. Habaki, Nidai, Enmab. Ui, Susui là tương đương kiếm xịn nhất 20.000 coin. Wow, à nhầm 20 coin nhầm. Habaki tương đương với cả 1.000 coin. Ui, căng nhở. Hôm mình sẽ mua thử cái kiếm 10 Enma 10.000 coin. Mình sẽ mua thử cái kiếm 10.000 coin các bạn ơi. Mình sẽ mua thử đây, mua thử cái kiếm 15 coin này. Cái kiếm kia xịn quá bạn ạ, mình sẽ mua cái kiếm xịn vừa thôi. Tự nhiên cầm cái kiếm xịn quá, nó không quen. Ôi gì ấy. Sao cho nhìn VIP vậy, hỏi chấm. Trang bị này, chúng ta có thể tạo giáp này. Mình nghĩ là bây giờ bọc thêm cả giáp nữa chắc bất tử mấy các bạn ạ. Cái bọc full sắt kim cương này. Rồi. À, chúng ta có thể nâng cấp này. Mình đang cầm kiếm Enma này có thể mua 12 cái này. À, hiểu rồi bạn ơi. Ok, chúng ta test thử xem cái kiếm Enma này có gì hay không các bạn nhá. Bây giờ chúng ta cần bao nhiêu coin đây? Cần 1.000 coin phải. Cần 15.000 coin, what the hell. Đâu, cần 5.000 coin. 5.000 coin để có thể là sang được cái level mới các bạn ạ. Ok. Úi dồi bồi. Đánh nó chết luôn, khá là khỏe bạn ơi. 5.000 coin cơ mà, cũng nhiều đấy. Cái này đánh phát chết luôn, mình không phải nói rồi. Ui, rơi ra khá là nhiều vàng bạn ạ. Ôi từ từ nhá. Mình nghĩ là mình xem mua thêm cái bốc laser này như nó tăng may mắn nhỉ.
cái mốc nào tăng bên bản ấy nhỉ, mình sẽ mua thêm đi. Tiền đè chết người bị. Ok, tốt tốt, không phải. Hiểu rồi. Hình như là cái bốc VIP này này, cái bốc VIP này là cái tăng may mắn này. Hiểu rồi. Cái bốc VIP mới là cái tăng may mắn các bạn ạ. Ôi nhảy cam. Cái này mở hên xui. May mắn. Ok rồi. Hóa ra cái may mắn này là mở hên xui bạn. Ôi chém khá nhỉ bạn ơi. Chém khá là nhanh luôn. Wow. Ok. Ok. Chém khá là nhanh bạn ơi. Wow, xịn phết nhở. Chém này, chém này, chém này. Ui, chạy nhanh thế. Chạy với tốc độ bàn thờ bạn ạ. Mèo đang chạy với cả tốc độ bàn thờ luôn này. Rồi. Tốc độ bàn thờ luôn, nhiều tiền quá. Hình như là 1.500 coin để qua level mới bạn ạ. Ok, mấy con này nó còn không thèm độ người mình ra á. Bởi vì mình khỏe quá hay sao bạn ơi. Chúng nó còn không thèm độ bởi người mình cơ này. Ơi, chém từ chưa bình thường đi luôn này. À không, nghe không đi à. Ok, rồi. Mình nghĩ cũng không cần thiết phải nâng cấp kiếm đâu. Cái kiếm này nó khá là mạnh các bạn ạ. Rồi. Ok. Đủ về. Mình sẽ mở thử cái khu kia xem là cái khu kia có cái gì đặc biệt không. Đâu nhỉ? Cái khu ở đâu? 5.000 coin. Cần 5.000 coin các bạn. Ok. Đánh tiếp. Farm thì là đủ 5.000 coin thôi. Ôi. Bắp này mà các bạn á, các bạn mà không nạp tiền nữa, các bạn không mua hàng đậu, không mở quá thì mình nghĩ là 5.000 coin khá là lâu bạn ạ. Khá là lâu đấy, nó không có đơn giản các bạn nghĩ đâu. Ok, 5.000 coin nó khá là lâu bạn ạ. Lâu phết đây. Nó không có gì giúp mình nhặt tiền nhanh hơn à. Phải có cái gì nó giúp mình nhặt tiền nhanh hơn chứ. Ok mày. Mình sẽ tích đủ 5.000 coin bận ạ. Mấy con pet kia nó không biết có tác dụng gì nhỉ? Không biết là cái con pet nào nó tăng may mắn ta. Mình chỉ cần cái con pet mà tăng may mắn thôi để nó rơi nhiều tiền hơn các bạn ạ. Thì nó sẽ ok hơn. Dễ chơi hơn. Lát nữa mình sẽ thử mua cái con pet tăng may mắn xem nào. Ui, trưởng một cái đi sạch này, ghê phết nhở. Biết thế mua sư cái kiếm 20 xu. Có khi trưởng một cái đi hết luôn bạn ạ. Hay là bây giờ mình mua thử cái kiếm 20 xu nhở. Đúng không? Hey, ok, mình nghĩ là mình sẽ thử. Để lát nữa qua cái level kia đi. Qua level kia mình sẽ xem xét, mình sẽ mua kiếm 20 xu. Biết thế mình mua luôn cái kiếm 20 xu các bạn ạ. Ok, ok, đủ 5k tiền rồi này. Ok, nhặt thêm tiền hết bớt. Rồi, về ôi, chạy nhanh quá. Đâu nhỉ? Đây không? Đây. Đó, bớ, dâm. Ui, rơi kim cương rồi. Wow, rơi kim cương bạn ạ. Ui, nhanh nhá. Thế này chả biết bao giờ bạn ạ. Rơi hẳn kim cương bên này, xịn phết nhỉ. Thế mình nghĩ mình cũng không cần thiết phải nâng cấp kiếm gì nó xịn quá mức đâu. Lát nữa mình sẽ về nhà, mình sẽ nâng thử cái kiếm hôm kia nằm. Nâng thử cái kiếm nó xịn mình sẽ sinh nhà bạn ơi. Mình nghĩ là cầm cái này cũng khá là khỏe rồi. Mấy con này đánh mình còn chả biết máu này thì chơi bời cái gì nữa. Ok mày. Khá là khỏe. Ui, vèo cái được 5.000 tiền này mình. Nhanh phết nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ thử về nhà mình nâng cấp cái kiếm bạn nhá. Mình nhớ chúng ta có thể nâng cấp cái kiếm bận ạ. 6.000 tiền này. Giàu thực sự chứ. Đường về nhà đâu nhỉ? Đường về nhà là vào team tâm. Đây. Ok, mình về nhà đã. Giàu quá. Vũ khí nhỉ? Đây. Cần 12 cái này ngâm. 12 cái. Ô, chỉ đủ mua có 8 cái thôi á. 8 cộng 4 này, ok. Rồi, nâng cấp. Ema hắc kiếm, ok. Chúng ta có cái Ema hắc kiếm rồi. Trưởng một cái bắn được nhiều lần các bạn ơi. Có vẻ VIP nha ha. Wow, trưởng một phát bắn được nhiều lần này. Xịn phết nhờ.
hơi khó dùng bạn ạ. Mấy cái phát sau nó không được khỏe lắm đâu, chỉ có mấy cái phát đầu khỏe bạn ơi. Mấy cái phát sau nó cũng khá là phế, mình cứ tưởng nâng cấp phải ngon lắm cơ. Ai bây giờ là cũng thế bạn ạ, cũng chả có tác dụng nhiều. Ok, lát là mình sẽ tích tiền, mình sẽ về mình mua thử cái kiếm xịn xịn nào. Bây giờ kiếm tiền thì khá là dễ rồi. Đó, mình cũng không cần phải tốn xu các bạn ạ. Lát là mình về mình mua kiếm xịn còn được nữa là 10.000 tiền hôm nay. Đó, vèo cái là 10.000 tiền hôm nay. Khá là giàu luôn. Mình kiếm cái hình như là 20.000 tiền sao á. Mình sẽ tích đủ 20.000 tiền bạn ha. Giàu quá, giàu quá, giàu quá, giàu quá. Mười sáu ca tiền bạn ơi, 16 ca tiền rồi. Mười tám ca tiền rồi, có lên. Sắp đủ 20 ca tiền rồi. Mười chín ca tiền rồi, dậu. Chính ra chúng ta có thể tích đủ 50 ca tiền bạn ạ. Mình sẽ về mua thử nào. 20 ca tiền này. Rồi. Ôi. Ôi vãi chưởng. Quả kiếm trông chất lượng vậy. Wow. Nhưng mà mấy cái con này nó có mấy cái con bình thường trứng hiếm gì đấy. Mấy cái trứng này tạo gì nhở? Từ đã. Mình sẽ thử mua thử cái trứng hiếm thế nào. Ôi có vẻ xịn nha mà. Wow. Một cái đi sạch luôn. À, nhưng mà chức năng đặc biệt của cái này nó không giết luôn bạn ạ. Nó chỉ nhìn cho đẹp thôi, chứ nó cũng không hạ gục được luôn đâu. Ôi giời ơi, nó chỉ bay thẳng lên trời nhìn thì cũng ngầu đấy. Nhưng mà nó cũng không hạ gục được hết các bạn ạ. Ôi giời ơi, tưởng như nào chứ nhìn cho nó ngầu với bạn ạ. Chứ nó cũng không hạ gục được hết đâu. Đó. Lát nữa mình thử nâng cấp cái chức năng đặc biệt cho kiếm này sẽ như nào bạn ơi. Bay lên trời này, đó, bay lên trời này, xong lại hạ xuống dưới luôn. Tưởng như nào chứ, không bình thường thôi bì. Đó, bay xuống dưới, bay này, đó, trưởng này. Đó là nhiều kiếm thương, chúng ta có thể combo. Combo hai kiếm cùng lúc bạn ạ, đó. Combo hai kiếm cùng lúc khá là khỏe đấy. Nhặt tiền đấy, nhặt tiền đấy, nhiều tiền quá. Ok, mình sẽ về nâng cấp thử cái kiếm này xem như nào nhá. Về nâng cấp bạn ơi, xem một kiếm này nâng cấp lên cần gì đây. Vũ khí 20 quả nhiều ấy. 11 này, ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ mua thử cái trứng này nào. Cái trứng huyền thoại gì đấy. À, chúng ta có thể à, thay vì mua bằng đậu thì chúng ta có thể mua bằng cái này. Ok, hiểu rồi, hiểu rồi. May mắn à, nó còn rồi may mắn này. Tốc độ ấy, ui. Hiểu, ok. Bây giờ chúng ta cần 15.000 coin, khá là đơn giản. Mình sẽ tiết kiệm đủ 15.000 coin nào. Ui. Bay lên cũng khá là kinh nhưng mà cũng thế bạn. Ủa, khác ở đâu? Hắc kiếm, ok. Gọi là hắc kiếm thôi chứ cũng bình thường bạn ạ. Mới cũng gọi là bầu mè thì thôi chứ cũng không là sắc lắm bạn ơi. Ok. Tưởng hắc kiếm như nào chứ xem chừng là cũng không đặc sắc lắm bạn ạ. Mình sẽ tích đủ 15.000 coin xem là có gì hay không bạn ạ. Mười lăm nghìn coin không biết ra cái gì nhỉ.
9.000 coi bạn ơi, 9.000 coi rồi, cố lên. Sắp đủ 15.000 coi rồi, map này hay phết chứ. Map này đáng ở chơi thử ấy. Mình nghĩ là 20 vạn lượt tải chắc là nhiều bạn cũng chơi map này rồi. Bạn nào mà đã chơi map này rồi thì hãy để lại bình luận phím 1 nhá. Bạn nào mà chưa chơi map này thì hãy để lại bình luận phím 2 bạn nhá. Mình thì bây giờ mới chơi này. Mèo béo mạnh dạn bấm phím 2 luôn. Đó. Bây giờ mới chơi map là khá là hay đấy. Chơi khá là nghiện, khá là cuốn luôn các bạn ạ. Búp đồ có thứ khá là mạnh luôn. Ok đây, 17.000 coin này, đó, khá là nhiều coin bạn ạ. Mình nghĩ là từng này coin là quá mạnh rồi, về thôi. Mở thử cái khu này em nào. Đây, hoang bạc, à, boom, bay thẳng lên trời. Chết luôn, wow, mấy con này nó chết luôn bạn ạ, ui, nhiều coin phết nhỉ. Bà không hiểu là nhiều coin làm gì bạn ơi, bèo bèo cũng full sứ đồ gì nữa. Nhiều coi không biết làm gì bạn ạ. Ok. Mình cũng khá là nhiều tiền bạn ơi. Giàu lắm rồi bồi. Không biết làm gì nữa. Giàu lắm bạn ơi. Ok thì video chắc là xin phép được kết thúc ở đây thôi. Bạn có kiểu nói gì muốn mẹp béo làm dù nữa thì hãy để lại bên dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.